Dạ nha, em lên cả nhà một con đồng hồ Casio G-Shock nha, sản xuất tại Nhật, size 46 nguyên hộp luôn đó, đèn xanh cực sáng luôn nha cả nhà, chạy cơ chế hai máy, vừa hai kim vừa máy ô điện tử luôn đó, đèn xanh dương nha, hàng xịn sò nha đó. Nhà ơi, ngoại hình của em nó đây đó. Pin năng lượng nha, pin năng lượng khỏe đó, chạy cơ chế hai kim với bốn ô điện tử, đầy đủ chức năng luôn, dây thép đúc bao dài luôn, khóa bấm nha, còn thêm hai lỗ tăng đưa nữa nè. Con này được sản xuất tại Nhật luôn, đời rất là cao nha, GW1210BZ, Z là viết tắt của Japan nha đó, size đo ngang là 46 nha, nên con này tay anh em là phải nè, như tay em 17 nè, rất là ôm tay nè, mà dây rất là dài, đeo chân được luôn nha đó, tay phải trên 16 mới đeo nổi. Rồi hiển thị cho mình là giờ phút giây, con này thêm thứ nè, hoặc là ngày và tháng nè đó, còn nút này nút đèn nha, xem giờ thế giới nè, 5 báo thức và một báo tiếng nè, đếm ngược thể thao nè, bấm giờ thể thao nè, chỉnh kim đó, đầy đủ chức năng luôn, có chế độ nhận sóng luôn nha, Receive Indicate nè, là chế độ nhận sóng nè, tại vì con này là dòng Casio Waysetter nội địa Nhật nha đó, nó có chế độ nhận sóng luôn, vỏ thép nha, vỏ thép luôn cả nhà ơi, full thép luôn đó, quá là trời xịn, nút cũng bằng thép luôn, bao đẹp bao xịn nha, chạy hai cục pin năng lượng luôn đó, đèn đầy đủ chức năng, nguyên hộp thiết luôn. Rồi em mời cả nhà nha.